Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 10, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 14 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, có nơi trên 140 mm. Tại Đà Nẵng, hiện nhiều nơi vẫn còn ngập nặng. Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, tình trạng ngập lụt xảy ra ở nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng. Theo tin cảnh báo mưa lớn tại thành phố Đà Nẵng của Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong 3 đến 6 giờ tới, tình trạng ngập lụt khả năng xảy ra trên nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng ở hầu hết các quận, huyện Dự báo đến ngày 16 tháng 10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông. Trong đêm 13 tháng 10, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán hơn 5.000 người ở khu vực trụng thấp tại đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Đây được xem là vùng rốn lũ của Đà Nẵng, có nơi ngập hơn 1,5 mét. Sáng 14 tháng 10, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết các lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm Công an phường Hòa Khánh Nam, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Liên Chiểu đã có mặt kịp thời ứng cứu 12 người mắc kẹt trong mưa lụt. Trong khi đó, theo ghi nhận, một người tử vong khi đi thả lưới vào thời điểm mưa lũ tại Thừa Thiên Huế và một học sinh bị lũ cuốn tử vong ở Hà Tĩnh. Tại khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa, trên 90%, hoặc đạt trạng thái bão hòa trên 90%, hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Sáng nay, đây... Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, cho biết đã cứu kịp thời 14 thuyền viên trên tàu bị phá nước, trong điều kiện thời tiết đặc biệt xấu. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 10, do thời tiết xấu xảy ra trên diện rộng vùng biển miền Trung, tàu TH90929 TS, gồm 14 thuyền viên do ông Lê Xuân Dũng, thường trú xã Hoàng Trường, huyện Quảng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, làm chủ tàu kim thuyền trưởng gấp rút di chuyển về bờ tránh trú. Khi đến vị trí 16 độ 9 phút vĩ độ Bắc, 108 độ 20 phút kinh độ đông, thì tàu bị phá nước, nước tràn dịu dào khiến tàu mất chủ động và chìm dần. Thấy nguy hiểm, thuyền trưởng Lê Xuân Dũng đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải để xin ứng cứu. Ngay khi nhận được tin báo nạn, Trung tâm đã hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp an toàn, hạn chế trôi giạt và các phương pháp chống chìm, đồng thời báo động toàn hệ thống sẵn sàng mọi phương tiện để triển khai ứng cứu. Đến 18 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu TH90929 TS, triển khai các nhân viên cứu nạn lên tàu để bơm chống chìm và kết nối dây lai dắt đến tàu SR412. 14 thuyền viên được đưa lên tàu SR412 trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn và được các nhân viên cứu nạn chăm sóc y tế tích cực. Ngày 14 tháng 10, công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai, DLG, đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị đình chỉ quyết định mở thủ tục phá sản đối với DLG của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai có bản án, giữa tháng 3 năm 2023, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Pleiku có quyết định yêu cầu DLG phải trả cho công ty cổ phần Lilama 45.3 tỉnh Quảng Ngãi. Số tiền trên 14,7 tỷ đồng tiền cung cấp, lắp đặt thiết bị cho một công trình thủy điện và lãi chậm thanh toán là gần 2,4 tỷ đồng. Tổng cộng trên 17,1 tỷ đồng, DLG cho rằng DLG rất thiện chí, hiện nay đang thực hiện trả nợ dần cho công ty Lilama 45.3 theo quyết định thi hành án. Tuy vậy, do tài khoản của công ty Lilama 45.3 bị phong tỏa nên nhiều lần DLG chuyển tiền trả nợ và bị chặn. Sau khi nhờ sự can thiệp của phía ngân hàng, ngày 12 tháng 10, DLG mới chuyển trả được tiền cho công ty Lilama 45.3. DLG cho rằng công ty có tổng tài sản trên 10.000 tỷ đồng, nguồn tài chính đủ khả năng trả nợ cho các đối tác khách hàng, số nợ của công ty Lilama 45.3 là rất nhỏ so với tổng tài sản của công ty. DLG vẫn đang tiến hành trả nợ cho công ty này như quyết định thi hành án. Cũng theo DLG, công ty hoàn toàn không mất khả năng thanh toán, không lâm vào tình trạng phá sản thuộc trường hợp tòa án phải ra quyết định mở thủ tục phá sản. Do đó, việc Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với DLG, theo yêu cầu của công ty Lilama 45.3 là không phù hợp với quy định của luật phá sản năm 2014. Theo ông Nguyễn Tường Cọt, Tổng Giám đốc DLG, việc Lilama 45.3 gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là nhằm mục đích tạo áp lực, gây mất uy tín và buộc DLG phải thanh toán khoản nợ trái với quyết định thi hành án. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên báo người lao động, thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, Lê Đình Nam, người ký quyết định mở thủ tục phá sản, cho biết việc DLG có đơn yêu cầu xem xét lại quyết định mở thủ tục phá sản là quyền của doanh nghiệp, được quy định trong luật phá sản. Thẩm phán Lê Đình Nam cho biết, Tuần tới sẽ chuyển hồ sơ vụ việc ra tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để xem xét. Công an thành phố Biên Hòa đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai xác minh những quái xế dùng chân lái xe bị ghi hình và phát tán trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 13 tháng 10, trên mạng xã hội lan truyền clip một nam thanh niên dùng chân điều khiển xe máy biển số 60F293136 trên đường Hà Huy Giáp thuộc phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. Chiều cùng ngày, tiếp tục có thêm một clip cũng ghi lại cảnh tương tự của hai thanh niên khác được quay trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Trong cả hai clip, các đối tượng đều không đội nón bảo hiểm, chạy xe vào ban đêm và đều dùng chân lái xe. Nhiều người dân khi thấy hình ảnh các thanh niên lái xe máy bằng chân đã bức xúc, mong muốn ngành chức năng sớm xử lý nghiêm các trường hợp này. Liên quan đến sự việc trên, công an thành phố Biên Hòa đã xác định chủ xe máy biển số 60F293136 và mời lên làm việc để làm rõ ai là người lái chiếc xe bằng chân và có hướng xử lý. Riêng trường hợp lái xe bằng chân trên quốc lộ 1, do biển số mở nên các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang xác minh. Thưa quý vị, mở cửa giao dịch ngày 14 tháng 10, giá vàng SCC được các doanh nghiệp đồng loạt đẩy lên hơn 71 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng tới hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày 13 tháng 10. Đến 8 giờ 45, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC niêm yết giá vàng SCC mua vào 69,8 triệu đồng một lượng mua vào 71 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, các doanh nghiệp khác niêm yết giá vàng SCC mỗi nơi một giá, cách biệt với nhau rất lớn. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG giao dịch vàng SCC quanh 69,8 triệu đồng một lượng mua vào, 70,55 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, tập đoàn Doji giao dịch vàng SCC bán ra lên tới 70,3 triệu đồng một lượng mua vào, 71,6 triệu đồng một lượng bán ra, tăng tới 1,4 triệu đồng so với mức giá đóng cửa hôm trước. Không chỉ vàng SCC, giá vàng trang sức và vàng nhẫn 24K các loại cũng nhảy vọt khi được các doanh nghiệp giao dịch quanh 57,2 triệu đồng một lượng, mua vào, 58,2 triệu đồng một lượng bán ra, tăng thêm 700.000 đồng một lượng so với hôm qua. Như vậy, cả giá vàng SCC lẫn vàng trang sức đều tăng sốc và lập những mốc cao nhất trong lịch sử. 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này sẽ sớm cử đặc phái viên tới một số quốc gia Trung Đông trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng xung đột giữa Israel và Palestine. Ông Dương hôm 13 tháng 10 cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục đứng về phía khác dòng chung của đa số các nước về vấn đề Palestine. Bên cạnh đó, Trung Quốc kêu gọi tổ chức Hội nghị Hòa bình Quốc tế có hiệu quả, ảnh hưởng và trọng hơn với sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc càng nhanh càng tốt nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh, đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông sẽ sớm tới thăm các nước liên quan trong khu vực để thực hiện những nỗ lực tích cực nhằm chấm dứt bạo lực và giảm leo thang căng thẳng. Theo tờ The sao China Morning Post, ông Vương nói, Trung Quốc lên án mọi hành động gây tổn hại cho dân thường và phản đối mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh Bắc Kinh tin rằng nhiệm vụ cấp bách là chấm dứt giao tranh càng sớm càng tốt ông cũng cho rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng là sự chậm trễ kéo dài trong việc thực hiện mong muốn thành lập một nhà nước độc lập của người palestine và việc không giải quyết được sự bất công lịch sử đã xảy ra với họ thưa quý vị hiện tượng mà các tờ báo mỹ xôn xao nhiều ngày qua và người dân trên khắp châu lục háo hức chờ đợi là nhật thực vòng lửa hay còn gọi là nhật thực hình khuyên khi nhật thực dạng này xuất hiện mặt trời không bị che phủ hoàn toàn bởi bóng của mặt trăng mà chừa lại một vòng ánh sáng mỏng ở rìa tạo nên vòng ánh sáng tuyệt đẹp. Theo bản đồ nhật thực của Tham and Dark, khu vực thấy được vòng lửa sẽ trải dài từ vùng biển ngay bên dưới bang Alaska của Mỹ, dần quét qua một số bang ở phía tây, tây nam nước này, sau đó quét tiếp xuống vùng Trung Mỹ và một số nước phía bắc lục địa Nam Mỹ. Sự kiện sẽ bắt đầu với lúc 10 giờ 3 phút, ngày 14 tháng 10 theo giờ miền đông nước Mỹ, tức 22 giờ 3 phút tối cùng ngày theo giờ Việt Nam, kết thúc lúc 15 giờ 55 phút, 3 giờ 55 phút sáng giờ Việt Nam. Tất nhiên Việt Nam không thể quan sát hiện tượng này vì nhật thực xảy ra khi khu vực của chúng ta đang là ban đêm. Ngày trước thời khắc được trong đợi chỉ một ngày, NASA bất ngờ tuyên bố họ sẽ bắn trực diện ba quả rocket vào vùng bóng tối của nhật thực. Theo la Science, ba quả rocket sẽ được phóng từ bài phóng tên lửa Wysens ở bang New Mexico, Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, quốc thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý chị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý chị trong những chương trình lần sau